Kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU đã kết thúc vào ngày 15 tháng 12 nhưng không ra được tuyên bố chung về tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, Ủy ban châu EC nhấn mạnh là ưu tiên trước mắt của cơ quan này là cung cấp càng nhiều viện trợ nhân đạo càng tốt cho giải Gaza. Phát biểu họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Bruxelles, Chủ tịch EC von der Leyen cho biết, EU đã tổ chức 28 chuyến bay nhân đạo vận chuyển khoảng 1.200 tấn hàng viện trợ đến Gaza. Ngoài ra, EC cũng đã lên kế hoạch bổ sung thêm 5 chuyến bay nữa trước cuối năm nay. Cũng theo bà von der Leyen, sẽ không thể có hòa bình cho Trung Đông nếu thiếu một giải pháp chính trị toàn diện cho cả người Palestine và người Israel. Đó là giải pháp hai nhà nước. Người đứng đầu EC đã đề xuất thành lập một chính quyền Palestine cải cách quản lý cả bờ Tây và giải Gaza. Các số liệu thống kê cho thấy, cuộc xung đột giữa Hamas và Israel từ hôm 7 tháng 10 đã khiến gần 18.800 người Palestine thiệt mạng và gần 51.000 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Phía Israel cũng có gần 1.200 người thiệt mạng và 139 con tin đang bị giam giữ. Tại hội nghị thượng đỉnh này, Liên minh châu Âu đã không đạt được sự thống nhất để ra một tuyên bố chung về cuộc xung đột tại Trung Đông, bởi đa số các quốc gia châu Âu ủng hộ một lệnh ngừng bắn ở Gaza hay là áp đặt lệnh cấm thị thực trên toàn châu Âu với những người định cư Israel cực đoan ở bờ Tây, nhưng vẫn còn một số nước có quan điểm ủng hộ Israel. Hương Giang, thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Hôm qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại thành phố Tel Aviv để thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza, cũng như cuộc chiến với Hamas. Cuộc gặp giữa Tổng thống Israel và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington gần đây liên tục thúc ép Tel Aviv nỗ lực giảm thương vong cho dân thường tại giải Gaza. Hiện Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, đang đối mặt với làn sóng phản đối rộng rãi trên toàn cầu về các vụ tấn công vào Gaza, gây ra thảm họa nhân đạo chưa từng có tại giải đất này khi toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế bị tê liệt, thực phẩm, nhiên liệu và nước uống ngày càng cạn kiệt. Trước đó, thì ông Sullivan cũng đã có cuộc gặp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Sullivan cho biết là cuộc chiến của Israel chống Hamas có thể sắp chuyển sang giai đoạn mới, chú trọng tập trung vào các mục tiêu là giới lãnh đạo của Hamas dựa trên những thông tin tình báo thu thập được. Sau khi trao đổi với các nhà lãnh đạo của Israel, ông Sullivan cũng đã tới thành phố Ramallah ở bờ Tây và có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tại cuộc gặp ông Sullivan, ông Abbas đã hối thúc Mỹ hành động để ngăn các cuộc tấn công của Israel ở bờ Tây, bao gồm cả Jerusalem, nhằm tránh gây thương vong cho dân thường. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Palestine, kể từ khi bùng nổ xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10 đến nay, đã có gần 18.800 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Về phía Israel cho biết là cũng đã có 1.200 người dân nước này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas. Gần đây thì Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza và mở rộng sang cả bờ Tây. Mỹ và nhiều nước hối thúc Israel giảm quy mô tấn công để bảo vệ dân thường Palestine. Theo kế hoạch, tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ tới Trung Đông trong chuyến công du lần thứ hai tới khu vực này để tìm giải pháp ngăn xung đột. Mới đây, Văn phòng Thống kê Quốc gia Đức cho biết là đầu tư cho giáo dục của nước này đã tăng lên gần 176,3 tỷ euro trong năm 2022, và con số này cao hơn 8,9 tỷ euro, tức là khoảng 5,3% so với năm trước đó. Trong tổng số tiền trên, có 87,5 tỷ euro, tức khoảng một nửa đầu tư cho các trường học cấp phổ thông, 40,5 tỷ euro cho nhà trẻ và mẫu giáo, và 35,4 tỷ euro cho các trường đại học. Chính quyền các bang đóng góp phần lớn trong tổng số tiền này, với 122 tỷ euro, chiếm gần 70%. Đức đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, trong bối cảnh nhiều chuyên gia ở nước này kêu gọi phải tăng cường đầu tư trồng người, do gần đây các học sinh Đức chỉ đạt kết quả yếu kém trong kỳ kiểm tra so sánh quốc tế PISA do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thực hiện. Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Đức nhấn mạnh cần phải đầu tư sâu rộng và liên tục cho giáo dục vì tương lai phát triển của các em và vì Đức cũng đang rất thiếu một đội ngũ lao động lành nghề. Theo thống kê, thì đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, dù là nước ngọt hay nước mặn, là lĩnh vực tạo công ăn việc làm cho hơn 100 triệu lao động và cung cấp thực phẩm cho trên 3 tỷ người trên toàn thế giới. Vậy nhưng các nước khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Châu Phi, vốn chủ yếu dựa vào ngành thủy sản để duy trì sinh kế và phát triển kinh tế, đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu.
cuộc sống khó khăn, tương lai lại bất định, khiến các ngư dân không muốn bám trụ với nghề, thậm chí là hy vọng con cái mình có thể tìm hướng đi khác để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó cũng là hoàn cảnh của các ngư dân sinh sống quanh biển hồ ở Campuchia. Biển hồ của Campuchia, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nơi tạo sinh kế cho rất nhiều ngư dân, trong đó có anh Siam Huat. 30 năm qua, ngày ngày anh vẫn lên thuyền vào lúc bình minh, băng qua rừng ngập mặn để kéo lưới đã giăng từ tối hôm trước. Thế nhưng, những ngư dân như anh Huat và anh trai của mình cảm thấy thất vọng khi cá ở biển hồ ngày càng ít ỏi. Hồ ngày càng cạn nước, ô nhiễm cộng với các hình thái thời tiết cực đoan. Tất cả khiến sản lượng ở đây giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Thời tiết giờ thất thường lắm, có năm trời nóng vào mùa mưa và lạnh hơn vào mùa khô. Thậm chí có khi thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến tôi không thể ra ngoài đánh bắt cá. Đối mặt với mùa màng giảm sút và thu nhập ngày càng giảm, anh Huat mong muốn năm đứa con của mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không muốn các con theo tôi làm ngư dân vì lượng tôm cá đã giảm nhiều. Sẽ tốt hơn khi chúng theo đuổi những công việc khác có tương lai. Cả cuộc đời xoay vần với nghề cá, hoàn cảnh của anh Huat là điển hình cho những tác động mà nhiều ngư dân Đông Nam Á phải đối mặt hiện nay. Tác động của biến đổi khí hậu tới biển hồ cũng ảnh hưởng đến thu nhập của người dân vùng lân cận. Chị Samom làm nghề bán cá, thu nhập trung bình của chị là 25 đô la Mỹ một ngày, nhưng giờ chỉ còn 20%. Trước đây tôi thu nhập cũng khá nhưng giờ thì chỉ kiếm được 5 đến 7 đô la Mỹ. Mỗi ngày tôi đều phải vật lộn và chỉ mong đủ tiền mua gạo và xăng xe để về nhà. Theo UNESCO, có hơn 1,3 triệu người sinh sống quanh biển hồ của Campuchia. Họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, sự đánh bắt thủy sản quá mức, hạn hán trầm trọng hơn. Nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa đi kiếm kế sinh nhai. Nhắc tới biển hồ là người ta nghĩ ngay đến nguồn lợi thủy sản dồi dào. Nhưng nay thì mọi thứ đã khác. Cần phải trang bị cho cộng đồng ở đây khả năng chống chọi với những thay đổi, giúp cải thiện sinh kế và giảm phụ thuộc vào nguồn thủy sản đang sụt giảm do biến đổi khí hậu. Trước bài toán này, giới chức Campuchia vẫn nhấn mạnh giải pháp khả thi nhất chính là khai thác thủy sản có trách nhiệm để hạn chế ô nhiễm nguồn nước và duy trì môi trường sống bền vững cho các loài thủy sinh. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống ao hồ để nuôi cá giống trong mùa khô. Điều này là cần thiết để đảm bảo nguồn cá cho biển hồ. Có thể nói, đánh bắt cá đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố an ninh lương thực hộ gia đình, cải thiện dinh dưỡng và tạo thu nhập cho người dân. Trong bối cảnh giá lương thực thế giới tăng, song hành với những thách thức từ biến đổi khí hậu, thì việc phải tìm giải pháp để đảm bảo nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo sinh kế cho ngư dân, giúp họ yên tâm bám nghề. Cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 14 nhân viên làm việc tại sân bay Nam Tenerife trên quần đảo Canary của nước này do nghi ngờ đã trộm đồ trong hành lý ký gửi của khách đi máy bay. Và cuộc điều tra được tiến hành sau khi có nhiều hành khách phàn nàn về việc là họ bị thất lạc đồ đạc trong hành lý ký gửi. Theo cảnh sát, hành vi trộm đồ được thực hiện tại khoang chứa hàng của máy bay. Tại đây, các đối tượng đã mở vali của hành khách, lấy trộm những món đồ có giá trị rồi đóng vali lại như cũ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều món đồ được cho là bị đánh cắp như đồng hồ hạng sang, đồ trang sức, điện thoại di động, với tổng trị giá gần 2 triệu euro từ nhóm nhân viên nói trên. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra đối với 20 nhân viên khác cũng làm việc tại đây. Sân bay Nam Tenerife đón khoảng 11 triệu lượt khách mỗi năm. Hầu hết là khách du lịch châu Âu muốn tới tận hưởng không khí dễ chịu tại các hòn đảo ngoài khơi phía tây bắc của châu Phi. Không khí của ngày lễ Noel đang ngày càng trở nên sôi động ở nhiều nước. Và tại Bỉ thì chợ Giáng sinh năm nay ở thủ đô Brussels cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động, trong đó có những hoạt động đậm chất lễ hội với các món ngon đặc trưng của quốc gia châu Âu là bánh quế và bia. Chợ Giáng sinh năm nay ở thủ đô Brussels được tổ chức tại khu vực sàn giao dịch chứng khoán cũ của thành phố mới được tân trang lại và là nơi trải nghiệm bia và bánh quế cho du khách. Nhưng trung tâm của các hoạt động lễ hội chính vẫn là cây thông Noel ở quảng trường trung tâm Grand Ballet, gần khu hội trường và tòa thị chính cũ trước đây. Hiện nay thì nơi đây đã trở thành tụ điểm trình diễn lễ hội âm thanh và ánh sáng rất sôi động, thu hút đông đảo khách du lịch hàng năm. Hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét
Và đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp và được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo là nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối ngày 15 tháng 12 đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 12. Tại các khu vực như là Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang và Quảng Tây, nhiệt độ có thể giảm tới là 16 đến 20 độ C. Trung tâm trên kêu gọi chính quyền các địa phương đề phòng thời tiết lạnh giá và khuyến cáo người dân giữ ấm cũng như là có các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, đồng thời phải chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá gây ra. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thám mang tên là Giao Cảm 41. Vụ phóng được thực hiện tại bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở đảo Hải Nam của nước này. Vệ tinh viễn thám quang học quỹ đạo cao Giao Cảm 41 được phóng lúc 21 giờ 41 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5i6. Sau khi phóng lên, vệ tinh Giao Cảm 41 đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Theo thông báo của phía Trung Quốc, vệ tinh Giao Cảm 41 sẽ được sử dụng trong công tác khảo sát đất đai, ước tính năng suất cây trồng, theo dõi môi trường, cảnh báo và dự báo khí tượng để giúp phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thành công thứ 502 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc. Kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn đã thắp sáng Freedom Plaza, Manhattan gần trụ sở Liên Hợp Quốc. Và dự án mang tên là Cánh đồng ánh sáng là tác phẩm của nghệ sĩ người Anh Brooks Munro, thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan và chiêm ngưỡng. Cánh đồng ánh sáng trải dài hơn 24.000 m², nằm trên một khu đất ở trung tâm thành phố Manhattan của Mỹ. Qua tác phẩm này, nghệ sĩ Brooks Munro muốn gửi đi thông điệp về sự kết nối, niềm vui và sự tích cực của con người. Chúng ta đã sống một cuộc sống khá khép kín và cần nhận ra tầm quan trọng của sự tương tác con người với nhau. Chỉ cần mỉm cười với ai đó cũng có thể thay đổi thế giới. Tác phẩm này của tôi đang truyền tải nụ cười đó, nhưng dưới dạng ánh sáng. Sở hữu nét đẹp huyền ảo và thơ mộng, tác phẩm được làm từ 19.000 bóng đèn hình cầu nhiều màu sắc chạy bằng năng lượng mặt trời, tỏa ánh sáng lung linh trong đêm như một rừng hoa cổ tích. Sau đại dịch, cả thành phố như bị bao phủ bởi một đám mây, còn đây là ánh sáng cuối đường hầm. Tác phẩm có thể truyền cảm hứng và cho thấy sự phục hồi của thành phố và đất nước. Cánh đồng ánh sáng chính thức mở cửa đón công chúng vào ngày 15 tháng 12, giá vé vào cửa từ 35 đến 45 đô la Mỹ với người lớn và 25 đô la Mỹ cho trẻ em.